Em tên là Nguyễn Thị Thảo My, thì năm nay em 22 tuổi. Em bị từ nhỏ, thì tại vì hồi nhỏ thì cũng không để ý nhiều, nhưng mà lớn lên mình nhìn lại hình á thì thấy là xấu thiệt. Đến khi em cuối năm cấp 2 á thì bị bạn bè hay chọc mi nạo dừa rồi này kia, thấy cũng tủi thân lắm. Nhưng mà lúc đó ba mẹ cũng an ủi em là không sao hết á, nhìn cũng được chứ không tới nỗi nào, nên em cũng thôi, em cũng cho qua chuyện, cũng không nghĩ tới cái việc mà đi phẫu thuật. Cái kỷ niệm mà gần đây nhất á là em ghé nhà bạn em chơi, thì vô ăn một bữa cơm gia đình với bạn đó, thì ba bạn đó mới nói em á là người ta hay nói là nhất lé nhì lùn tam hôi tứ súng, thì bác thấy là con có đầy đủ hết luôn. Thì em cũng không hiểu sao là sinh ra cũng như bao người mà em không được hoàn thiện như người ta mà lại có khuyết điểm, rồi gia đình cũng lại khó khăn, không cho có điều kiện cho em đi phẫu thuật nữa. Ngày hôm nay cũng sẽ là một câu chuyện nữa, một câu chuyện của bạn Thảo My. Thảo My thì có một khuôn mặt thì cũng khá là dễ nhìn, đôi mắt to, tròn, nhưng mà bạn lại có một cái nhược điểm là cái hàm bị hô rất là nặng. Và khi mà xem chương trình phát sóng thì bạn đã quyết định là gửi những cái tâm sự và nỗi niềm của bạn về cho chương trình. Và chúng tôi là một cái nhịp cầu nối các bạn, những cái trường hợp như vậy đến với các bác sĩ, các chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã quyết định là đưa trường hợp của bạn Thảo My đến với Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW tại Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng xem là bác sĩ nói gì về trường hợp này của bạn nhé. Chúng ta thấy rằng trường hợp Thảo My là cái hàm bị hô rất là nặng và bị cười hở lợi rất là nhiều. Do có trúc xương hàm trên nó đưa ra quá nhiều và bị hở chồm thế này nè, cách xa nhau. Đó. Như vậy trường hợp Thảo My là hô hàm trên và hở lợi rất là nặng do cấu trúc xương. Như vậy với trường hợp này đó thì bắt buộc là phẫu thuật hàm trên. Cái mục đích phẫu thuật này là đẩy cái hàm trên lùi về phía sau để hết hô và đẩy lún hàm trên lên trên đó, để làm sao để cho không còn hở lợi nữa đó. Và chúng ta phải giải quyết hai vấn đề là phẫu thuật cười hở lợi và điều trị hô. My thì từ nhỏ đã bị vậy rồi. Thì lúc nhỏ thì nó cũng ít lắm, lớn lên thì càng lớn thì càng hô nhiều. Lúc nhỏ thì cũng nhìn thấy cháu như vậy cũng đưa đi, mà vô bệnh viện thì người ta nói là cháu còn nhỏ quá, năm 12 tuổi mới làm được. Thì lúc để thời gian sau thì gia đình cũng làm ăn cũng thua lỗ, rồi không có điều kiện để đưa cháu đi phẫu thuật. Thì cứ cháu cứ kêu là mượn tiền cho con đi phẫu thuật rồi. Nhiều lúc cháu nó cũng mặc cảm thì đi. Cái ngày mà em được bệnh viện gọi á, em vui lắm, khóc quá trời luôn. Xong rồi chạy xuống khoe với mẹ. Thì mẹ kêu là đi lên khám, nhưng mà để coi bệnh viện hỗ trợ được bao nhiêu. Nếu gia đình có điều kiện thì em mới làm, chứ còn nếu như mà mẹ không có điều kiện thì em cũng không dám xin. Tại nhà cũng khó khăn nên cũng trang trải cũng đủ để sống hàng ngày thôi. Thì giờ em biết được là bệnh viện hỗ trợ cho em thì em vui lắm. Quý vị có thể hình dung là với gương mặt của Thảo My, một đôi mắt to tròn, một làn da trắng sáng, mà tình trạng hàm hô được cải thiện nữa thì sẽ như thế nào? Chắc là quý vị cũng như là Mộng Hoài cũng nóng lòng muốn gặp lại bạn với một cái diện mạo mới. Và hôm nay chúng tôi đến Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW. Sau hơn 2 tháng thì bạn Thảo My bây giờ trở lại để tái khám. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp bạn và cùng gặp bác sĩ xem là bác sĩ đánh giá như thế nào về ca phẫu thuật để bạn có một cái diện mạo mới của ngày hôm nay. Bạn bè gặp em thì đều ngạc nhiên là không biết sao em lại bị hết hô. Và nếu như mà gặp lướt qua ở ngoài thôi á, thì người ta sẽ không nhận ra em. Dạ, còn ba mẹ em thì rất là vui vì em đã thay đổi một cách rất là ngoạn mục. Như vậy, Thổ My sau khi phẫu thuật là cắt xương hàm trên, điều trị hô và hở lợi rất hiệu quả. Tuy nhiên,
cái về cái cấu trúc răng của Thu My hơi hơi trông trên một chút xíu, nó hơi cong vậy xíu. Thì tôi muốn đẹp hoàn hảo thì sau phẫu thuật khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng thì chúng ta niềng răng khoảng 6 tháng. Mục đích niềng răng đây là trải cái răng đều ra chứ không phải là niềng răng hồ. Như vậy cấu trúc niềng răng này rất là nhanh. Đó. Như vậy giữa phẫu thuật hàm và niềng răng chúng ta luôn luôn hiểu có sự phối hợp. Phẫu thuật hàm điều trị hô móm do xương. Niềng răng điều trị hô móm do răng và sắp xếp răng đều lại. Thì cái ngày mà mới mổ ra thì mẹ nhìn em thay đổi lắm. Tại vì lúc đó nhìn lạ quá rồi. Còn cái từ từ thì xong thời gian mà hồi phục á, thì bây giờ mẹ nhìn em, mẹ thấy vui rất là nhiều. Dạ thì trong tương lai thì em muốn là mình sẽ tiến xa hơn trong công việc, thành công hơn, và gặt hái được nhiều thành công để bù đắp lại những gì mà ba mẹ đã hy sinh vì em. Xin chúc mừng bạn Thảo My đã có một cái diện mạo mới, một cái khuôn mặt rất là khả ái bây giờ. Và chắc chắn rằng là tương lai của bạn cũng sẽ có thêm nhiều điều thành công và tốt đẹp hơn đang chờ đón bạn. Thời lượng của chương trình bây giờ cũng đã hết rồi và Mộng Hoài cũng phải nói lời chia tay với quý vị. Chúng ta sẽ chào tạm biệt ở đây và hẹn gặp nhau 7 giờ sáng thứ 7 tuần sau trên VTV9. Xin chào.